Đây là giỏ lúa thời thượng cổ được lưu giữ tại chùa Tam Bửu. Tôi xin nói sơ lược về giống lúa thời thượng cổ. Đến thời thượng cổ thì chỉ còn lại hai giống lúa. Ông Ba Thới có nói đến hai giống lúa ấy như sau: lập đời thanh tịnh thanh nghiêm, chỉ tồn nhị cốc thương kim thực trường, bạch châu nhị chủng thường thường, nhân sanh bắc chế thượng đường tùng lâm. Hai giống lúa ấy là bạch mễ và châu mễ, gọi là bạch châu nhị mễ, đều là giống lúa ba tháng. Như ông bà có cho biết, bạch mễ tam hoạt chính già, châu mễ tam hoạt về nhà độ thân. Hai thứ lúa này vỏ trắng ruột đỏ, qua thời Trung Ân mới biến lại vỏ vàng ruột trắng. Sở dĩ có sự biến đổi ấy là vì con người xem thường hay dài bừa khinh khi, như ông ba có cho biết. Sau hộp lúa vỏ trắng thiệt hình, trong ruột thời đỏ thế bình bất di, trước vỏ vàng ruột trắng phân ly, Trung Ân khiến biến người khi tiêu điều. Hình dốc thứ lúa ấy lớn bằng trái dừa, như Kim Cổ Kỳ Quan đã cho biết. Hộp lúa trời ruột đỏ điểm khuyên, trái dừa nhắm sức của tiên cho mình. Và trong kiển tiên cũng nhận hộp lúa bằng trái dừa, và về sau biến nhỏ đi, cũng như từ vỏ trắng ruột đỏ biến thành vỏ vàng ruột trắng. Đến Hạ Quân thì nhỏ lại còn như hộp lúa như ngày nay. Sự mễ túc cổ giảng Kim Lai, thở xưa nhất tác đại giai trái dừa, sao sanh ra có thiếu có thừa, biến tiêu ma mễ dài bừa thăng yêu, đáo Hạ Quân trời Phật sử tiêu, nhiều lời giáo dụ chẳng siêu diệt lành. Thứ lúa bằng trái dừa ấy khỏi cần trồng, tự nhiên nó mọc, khi chín khỏi mất công gặt hái, tự nó lăn hay bay vào kho dựa, như ông Thanh Sĩ có cho biết. Mẹ đấy con lúa kia khỏi rắm, tự mọc lên nơi chốn ruộng đồng, khi chín rồi có gió thổi phồng, tự bay thẳng vào trong kho dựa. Ông Ba Thới cũng nhận lúa ấy khỏi cắt gặt như sau: thương đời làm ruộng không trâu, lúa thời khỏi cắt ở đâu lăng dìa. Chẳng những không gặt hái mà lúa ấy cũng không cần xây giả, như ông ba có cho biết. Gạo khỏi giả thông thả anh hào, các nước gạo trắng tâm bào tội lâu. Đây là những đoạn mà ông Ba Thới và ông Thanh Sĩ có nhắc về hột lúa trời thời Thượng Quân. Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Bổn Sư ngài chính danh là Ngõ Lợi, sinh năm Canh Dần 1830 và mở đạo cũng năm Mậu Dần, tịch cũng năm Canh Dần 1890, thọ 61 tuổi và ngài độ đời được 12 năm. Đức Bổn Sư cũng như Đức Phật Thầy và Đức Phật Trịnh, ngài cũng cứu bệnh giải đời và lập gia tông phái Hiếu Nghĩa tại núi Tượng, tín đồ để tóc để râu, cũng tu niệm tại gia như phái Bửu Sơn trước kia, và ngài cũng bị thực dân pháp khủng bố như Đức Phật Trùm, nhưng họ không làm gì được ngài. Đây là ngôi thờ chư vị phía trước chùa Tam Bửu quý vị. Tiếp theo là ngôi thờ Lịch Đại Tiên Sư. Đây là ngôi thờ cũng ở phía trước chùa Tam Bửu, thờ Lịch Đại Tiên Sư. Tiếp theo là ngôi thờ
Tả Thần Quang quý vị. Đây là ngôi thờ Tả Thần Quang. Và ngôi thờ tiếp theo là Hữu Thần Quang. Tiếp theo là ngôi Long Đình. Tôi xin giới thiệu sơ lược về tiểu sử ngôi Long Đình. Vào năm 1879, tức là năm Kỷ Mão, thì Đức Bổn Sư Bảo Đệ Tử lên núi Dài đốn cây cam đà. Đây là một loại gỗ quý quý vị, đem về cưa và chọn thợ khéo trong làng để đóng ngôi Long Đình, mà bản vẽ là Đức Bổn Sư và thước tác cũng do Đức Bổn Sư chỉ định. Đóng xong, ngài cho khiên vào giữa chùa Tam Bửu. Trên đó còn có một cặp gói mặt hục, tức là gói thời xưa quý vị, một cặp thước lỗ ban xích và bản tiền, bản phái trong hàng bá gia. Bây giờ tưởng rằng ngài sử dụng để mà tham thiền nhập định, nhưng không ngờ ngài rất tôn kính và dùng để thờ một đấng bề trên đang vắng mặt. Bá gia, Đức Bổn Sư thường gọi tín đồ là bá gia quý vị, khắp nơi về đây quy tụ và thọ phái rất đông. Trong số đó cũng có rất nhiều dư đảng cận phương kháng pháp, từ đó làm cho thực dân pháp để ý. Và lúc bây giờ dân pháp theo dõi bắt bớ, đài ải khủng bố đốt chùa rất là nhiều lần. Nặng nhất là lần pháp nạn vào năm 1885, do đốc phủ Trần Bá Lộc hướng dẫn dân pháp dựng binh vào bao dây đốt chùa và tàn sát những người yêu mến đạo và yêu mến đất nước, phá hoại hầu hết các cơ sở của đạo, và đặc biệt nhất là họ chở ngôi Long Đình đi đâu không ai biết cả. Đến năm 1935, không biết vì lý do gì mà ông Trần Bá Tư, tức con trai của ông Trần Bá Lộc, chở ngôi Long Đình đem hiến cho Viện Bảo tàng Sài Gòn. Và từ đó bá gia thường tới lui chiêm ngưỡng lễ bái, nhưng không biết nương tựa vào đâu mà xin lại ngôi Long Đình, vì nó đã trở thành sản vật của quốc gia. Thì cho đến ngày 8 tháng 5 năm 1970, hải phái thuộc Phật giáo Bửu Sơn Tỳ Hương với danh xưng Hội đồng Liên phái Trung ương lần đầu tiên gửi thỉnh nguyện thư xin ngôi Long Đình lại về chùa Tam Bửu, đồng thời đăng tải trên các trang báo chí kể rõ nguồn gốc của ngôi Long Đình. Và yêu cầu này được hầu hết các cơ quan hữu trách và văn hóa nhờ nghiên cứu xét lại trường hợp của ngôi Long Đình. Thì đến ngày 21 tháng 11 năm 1970, ông Trần Văn Ân, phụ tá đặc biệt nghiên cứu chính trị văn hóa, phủ tổng thống, trình bày lý do khúc chiết của ngôi Long Đình nên được tổng thống chấp nhận và hoàn trả lại cho chùa Tam Bửu của hải phái chứ anh Hiếu Nghĩa tại đối tượng Sơn. Và sau cùng là đến ngày 14-15 tháng 5 năm 1971, nhằm ngày 21-22 tháng 5 năm Tân Hợi, ban tổ chức giáo hội Phật giáo Bửu Sơn Tỳ Hương tứ ăn Hiếu Nghĩa cử hành đại lễ an vị ngôi Long Đình và khánh thành. Tiếp theo mời quý vị cùng với chúng tôi vào tham dự lễ cúng giỗ của Đức Bổn Sư. Thank you.
Thank you.